Thứ tư sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, ngày 4 tháng 5 2022. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành. Nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Thứ tư sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, ngày 4 tháng 5 2022. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư đầu tháng. Mỗi thứ tư chúng ta được mời gọi ngước nhìn lên Thánh Giuse. Xin Thánh Giuse phù hộ cho các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp những khó khăn, thử thách, khủng hoảng trong đời sống kinh tế vật chất, đời sống tinh thần. Cầu nguyện đặc biệt cho các gia trưởng, những người đang dính vào cờ bạc rượu chè. Xin cho được ơn hoán cải, chăm lo cho gia đình của mình. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh. Bài đọc 1, trích sách Công vụ Tông đồ chương 8, câu 1b đến câu 8. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Jude và Samari. Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Stephano và khóc thương ông thảm thiết. Còn ông Saulo thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Vậy những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Ông Philippe xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Trong thành, người ta rất vui mừng. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Mời anh chăm lặp lại câu đáp. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa. Đàn hát lên mừng danh thánh rạng ngời. Nào dâng lời ca tụng tôn vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa khủng khiếp thay sự nghiệp của Ngài. Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng thánh danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa, hành động của người đối với phàm nhân, thật đáng kinh đáng sợ. Chúa làm cho biển khơi hoa đất liền và dân người đi bộ qua sông. Việc người làm đó khiến ta hoan hỷ, Chúa uy dũng hiền trị muôn đời. Hallelujah, hallelujah, Chúa nói, tất cả những ai tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Alleluia. Mời anh xem mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 6 câu 35 đến câu 40. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, chỉ trong mấy câu thôi, từ câu 1B đến câu 8, sách Tông Đồ Công Vụ chương 8, ở bài đọc 1 mà anh chị em nghe ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, ta thấy một cái hình ảnh nó trái ngược với nhau. Hội thánh trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Trong đấy, trong thành người ta rất vui mừng. Câu đầu, hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Mà câu kết câu 8 thì trong thành người ta rất vui mừng. Rồi mọi người phải tản mát về các vùng quê ở Judea, ở Samari, vì bắt bớ dữ dội cho người ta tản mát về miền quê. Mà tản mát về miền quê, anh chị em tưởng tượng coi, đang chiến tranh mà mình phải di tản, giống như cuộc chiến Ukraine, Nga đem quân đánh Ukraine và những người dân Ukraine phải bỏ quê cha đất tổ của mình, chạy trốn sang Ba Lan, rồi có một số chạy về Việt Nam. Sáng hôm đó, lúc ăn cơm xong thì 12 giờ thường tôi tiếp khách, thấy có mấy gia đình. Có một gia đình hai vợ chồng với người con, nói con chờ cha 2 tiếng hồ rồi. Bảo ở đâu về vậy? Ở đâu đến vậy? Thưa cha, con ở Ukraine. Con ở Ukraine, con mới về đến phi trường, rồi con chạy về đây với cha. Bảo ủa, sao vậy? Bảo thì cha biết rồi đó, Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá, tan nát hết. Gia đình con ở đó 36 năm rồi. 36 năm lập nghiệp, thằng con trai của con nó lớn lên ở đó, sinh ra ở đó. 16 tuổi, không biết nói tiếng Việt rành, chỉ biết nói tiếng Ukraine với tiếng Nga thôi. 36 năm lập nghiệp, bây giờ về tay trắng, cha ơi. Nhưng mà tôi hỏi tại sao chạy về rồi đến tìm tôi ngay là sao? Tại vì thưa cha, chúng con sống ở bên xứ người mà, ngôn ngữ tiếp xúc thì bình thường, nói năng buôn bán thì còn có thể được, nhưng mà đi tham dự thánh lễ họ cử hành bằng tiếng Ukraine với tiếng Nga, làm sao chúng con hiểu được? Cho nên chúng con mở mạng lên nghe lời Chúa, con nghe mỗi ngày, rồi bài chia sẻ của cha khi đi lễ, nhất là ngày Chúa Nhật, con thấy an tâm vì hiểu được lời Chúa. Lời Chúa ngày Chúa Nhật thì ở đâu cũng giống nhau, khác ngôn ngữ nhưng mà không thể khác nhau được. Cho nên là hai vợ chồng con, thằng con trai này, một đứa lớn nó về trước rồi, còn thằng con trai này đi về, hai vợ chồng con về đến gặp cha để tạ ơn Chúa cho chúng con về bình an. Tôi hỏi rồi 36 năm làm rồi sao? Thưa cha, tay trắng. 36 năm mà chị em tưởng tượng coi, mình lập nghiệp mà bây giờ, về tay trắng, bỏ của chạy lấy người thôi, của cải không còn để bên đó, đâu có đem gì được cha. Tội lắm, chiến tranh kinh khủng lắm, ở trong cuộc mới thấy nó ghê lắm cha. Bom đạn nó đâu có mắt đâu, thường dân vô tội cũng bị chết hết, nhà cửa tan tành hết.
mà những người dân hiền lành chúng con có làm gì nên tội tình đâu. Chiến tranh khủng khiếp quá cha. Con về để nói với cha là cha nhắc mọi người cầu xin đi, đừng có chiến tranh. Dù có nước nào đánh nước nào thì cũng đừng có đánh nhau nữa. Chỉ có người dân chúng con là khổ thôi. Còn những người lãnh đạo có ai bị sao đâu. Kinh lắm cha. Người chết, người bị thương, nhà tan, cửa nát. Khủng khiếp lắm. Ghê gớm lắm. Đấy thương chị em. Vì khi mà ra tản mát về Judea và Samaria thì cái cảnh mà tản mát nó như thế. Tại vì trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Không phải nhẹ, không phải thường. Ấy thế mà nhưng mà phía dưới thì những người tản mát đó làm gì? Câu 7, câu 4. Vậy những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Hallelujah! Ta ơn Chúa! Đi khắp nơi loan báo lời Chúa, chứ không phải tản mát rồi trốn chui, trốn nhủ rồi sợ hãi. Không. Người ta bắt bớ dữ dội, cho nên mới phải trốn, tản mát đi. Mà tản mát đi về các nơi khác, đến nơi nào thì loan báo tin mừng nơi đó. Vậy thì có phải nếu mà không có những cơn bách hại đó, chưa chắc những nơi khác được đón nhận lời Chúa, phải không? Thì cứ ở Jerusalem thôi. Cũng giống như chúng ta ngày hôm nay, những sứ đạo Công giáo toàn tòng ấy chẳng hạn, thì ít khi mình thấy nhu cầu phải đi loan báo tin mừng lắm. Ngó đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải toàn là Công giáo không, toàn nhà có đạo không. Đi đâu cũng gặp nhau quen mặt hết rồi, làm dấu là biết nhau ngay rồi. Đâu thấy là Việt Nam có 7% là Công giáo thôi. 100 người Việt Nam thì có 7 người là Công giáo thôi. Mà bây giờ anh chị em đi về những cái vùng sâu vùng xa, lúc đó mới thấy. Đi về những tỉnh thành khác, muốn rót mới thấy. Chẳng thấy bóng dáng người Công giáo đâu cả. Khi chúng tôi đi công tác bác ái, tôi cứ đi những cái vùng sâu vùng xa, thấy hiếm người Công giáo lắm. Những tỉnh thành xa xôi, bóng dáng người Công giáo không có nhiều đâu. Mà nếu mình cứ vui vẻ ở một chỗ, xong rồi ca hát, rồi họp hành, rồi chia sẻ, nói hay lắm, chúng ta phải đi loan báo tin mừng lời Chúa, đây loan báo tin mừng. Xong rồi amen, tắt đèn đi ngủ. Loan báo cái gì, loan báo ở đâu? Ngó sang bên chung quanh toàn thấy có đạo không. Xách xe hơi đi loan báo tin mừng cho vùng quê nghèo khổ chứ. Khổ ghê, khổ. Người ta nghèo gần chết đi, ta chả biết tin mừng đâu. Mình xách xe hơi dạng dạng đi xuống loan báo tin mừng thì xin báo sao nổi. Đấy thưa anh chị em, phải bị bách hại, trốn chui trốn nhủ vậy. Đúng là đi loan báo tin mừng, chứ không phải xách xe hơi đi loan báo tin mừng. Quần áo chễm chệ đi loan báo tin mừng thì báo cái gì. Ấy thì thưa anh chị em, hình ảnh là phản mắc các nơi nhưng mà lại đi loan báo tin mừng. Hallelujah. Ta ơn Chúa. Tôi suy nghĩ lại, tôi nói nếu mà lòng thương xót Chúa mà mình đi loan báo, mà chỗ nào cũng dễ dãi quá, nào ngon lành quá, đi đâu người ta cũng dơ lên lấy Chúa, Chúa con tin thác vào Chúa, thì mình bảo vậy đâu cần phải loan báo nữa. Thấy không? Nhưng mà khi mình bị bách hại, bách hại với nhiều hình thức khác nhau, chạy từ chỗ này qua chỗ nọ, từ chỗ nọ qua chỗ kia, thì lúc đó mình mới thấy rằng là nhiều người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Bây giờ họ, mình đến mình loan báo lòng thương xót Chúa cho họ. Có nhiều anh chị em ở nước ngoài về thăm, nói chuyện bảo con theo dõi trên mạng tất cả những biến cố xảy đến với cha, tôi con biết hết. Và bây giờ thì nhìn lại mới thấy rằng là nếu cha cứ ở giáo điểm tin mừng thì người ta đến đã vây quanh, cha cũng chẳng đi đâu được, chẳng loan báo gì rồi xa được nữa. Còn vì biến cố là cha về trung tâm mục vụ, tưởng rằng bó tay, tưởng rằng nghỉ, nhưng mà Chúa chưa cho nghỉ. Ai không muốn nghỉ? Để tôi hỏi anh này, đi làm rồi đầu tắt mặt tối với lại ngồi nghỉ ngơi thoải mái coi tivi uống nước trà, anh khoái cái nào? Tivi uống nước trà, lâu lâu xách xe đi chơi du lịch sướng hơn nhiều chứ.
Thấy đúng không? Phải cặm cai cặm cụi làm từ sáng chiều chiều đến tối, không có giờ ăn, không có giờ nghỉ nữa. Nhưng mà Chúa chưa cho nên lại tiếp tục loan báo. Những người tản mát này đi khắp nơi loan báo, đi bằng chân, đi bằng đầu. Đi bằng đầu nhanh hơn đi bằng chân, đi bằng đầu hiệu quả hơn. Tại vì bây giờ mình sử dụng phương tiện rồi. Cho nên chúng con ở bên nước ngoài ấy, người bên Tân Tây Lan, bên Thổ Nhĩ Kỳ gì đó cũng biết hết. Chúng con hàng ngày vẫn nghe, rồi gửi cho những người khác cùng nghe. Như vậy thì tin mừng lòng thương xót Chúa được loan báo rộng rãi khắp nơi, mà cha đâu phải đi đâu. Nếu không có cái biến cố này xảy đến, nếu không về đây mà cha cứ ở giáo điểm tin mừng với cơn đại dịch nó đến, cho thoát được hay không? Người ta cứ đến, ta bảo chết thì chết, cứ đến, thà chết ở đây còn hơn về nhà cũng chết. Thì cứ đến, giờ cha tính sao? An ninh trật tự có cho phép không? Mà cha làm được cái gì? Còn về đây an toàn, làm được mọi chuyện, mùa nào thức đấy. Chúng con đâu thiếu gì đâu, có khi còn rõ ràng chính xác hơn ở nhà thờ. Ở nhà thờ các cha đâu có thời giờ mà cắt nghĩa dài như thế này được. Còn bao nhiêu những nghi thức khác. Còn đây thì cha chỉ có giảng thôi, và cắt nghĩa từng chi tiết một, lễ này, lễ kia, mùa này, thức nọ, thức kia. Có những anh em linh mục nói lòng, chứng ngỗng là cái gì vậy? À quên, chứng này nè, phục sinh là gì vậy? Con thỏ là gì vậy? Hôm giờ mới nghe đó, bảo tớ mà không làm lòng thương xót Chúa, tớ cũng chẳng biết mấy chuyện này đâu, chẳng để ý. Thì người giáo dân bảo, ồ, con ở bên Mỹ mà năm nào cũng đem trứng về, đem thỏ ra để mà chả hiểu là cái gì. Thấy không? Hay là ông già Noel vậy, có nhiều người chả hiểu là cái gì. Bây giờ nhờ đó mà mình có thể cắt nghĩa được từng chi tiết một, có thời gian. Thì thưa anh chị em, hình ảnh thứ ba nữa là con người. Một bên thì người sùng đạo chôn cất Stefano và khóc thương ông thảm thiết vì Stefano đã chết vì đạo. Con người thứ hai là Saulo thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà lôi cả đàn bà lẫn đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Lại hai hình ảnh, một người thì chết vì đạo, một người thì chống đạo cho đến cùng. Saulo, mà Saulo ấy, người chống đạo ấy sau này là chính Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại. Hallelujah. Đã ơn Chúa. Đó, cứ ngồi tôi đối chiếu từng cái hình ảnh một, từng con người một, từng biến cố mật, rồi soi lại chúng ta ngày hôm nay. Có người nói điểm hẹn Chủ nhật kỳ này hay chứ, nhiều nhân vật xuất hiện mà toàn những nhân vật là tai tiếng không, những nhân vật mà chối Chúa, bỏ Chúa, rồi không biết Chúa, rồi đủ mọi thứ. Vì họ quay trở lại y như là Saulo này. Saulo không có làm chuyện gì gọi là trộm cướp, nhưng mà là chuyện chống phá hội thánh. Vì chưa tin vào Đức Giêsu Kitô thôi. Chưa đón nhận Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa của mình thôi. Chưa đón nhận Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thôi. Thì ngày hôm nay cũng có nhiều người như vậy. Họ chưa được đón nhận Chúa. Họ chưa đón nhận Chúa, cho nên họ chống phá hội thánh. Thì chúng ta là những người mà coi tiếp, coi tiếp phần dưới nữa. Có mấy câu thôi mà ngồi phân tích thấy thú vị lắm chị em. Thấy thú vị không? Nếu mình đọc đến nhà thờ mình nghe mình, các cha đâu có giờ để mà cắt nghĩa được như thế này. Rồi anh chị em cũng không đủ kiên nhẫn nữa. Còn đây anh chị em về nhà thoải mái, thư giãn, lúc nào rảnh lấy ra nghe. Còn đến nhà thờ thì phải có giờ chứ, đâu phải lúc nào cũng chẳng ngồi chờ anh em đến mà giảng cho anh chị em nghe được. Thế thì ông Philippe xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân ở đó. Thì đến cái thành này, đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng. Họ chú ý đến ông Philippe rao giảng cái gì? Bởi vì họ đang nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm.
Chúa sai các tông đồ đi và nói, Ngài củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Thì người rao giảng được Chúa củng cố, được Chúa ban những cái ơn đặc biệt để họ có thể thực hiện được những điểm thiêng dấu lạ. Không phải bởi họ, không phải cho họ, mà cho những người lắng nghe họ. Vì Chúa thực hiện những điều này để người dân người ta mới nhận ra qua dấu lạ đó đi đến đấng vô cùng lạ lùng, đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Khi đi rao giảng, Chúa cũng thực hiện những phép lạ vậy. Hà cớ gì mà nói ngày hôm nay không có những dấu lạ, không có những điểm thiêng. Các thần ú ấy vừa kêu lớn tiếng, vừa xuất khỏi nhiều người trong những kẻ bị trung ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Ai chữa lành? Không phải là các ông, nhưng mà Chúa chữa lành qua bàn tay của các ông, các tông đồ, những người loan báo tin mừng. Còn anh ở nhà, anh cứ khoanh tay ngồi chơi xơi nước, anh bảo là sao chẳng thấy ai đến với con xin cầu nguyện, có dấu lạ nào xảy ra. Ghê thì cứ ngồi đọc báo với lại xem thời sự suốt thì lấy đâu ra mà dấu lạ. Phải như thế này, phải bị bách hại, rồi phải ra đi, phải dấn thân, phải loan báo, phải tín thác, phải cầu nguyện, rồi chịu bách hại này. Lúc đó Chúa mới hỗ trợ, lúc đó Chúa mới đồng hành, lúc đó Chúa mới hiệp hành với ta bằng những dấu lạ kèm theo để người ta nhận biết Chúa. Không có dấu lạ, người ta không nhận biết. Nhưng mà Chúa không dừng lại ở những dấu lạ đó, qua dấu lạ đó mời gọi người ta dấn bước sâu hơn, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, đến với đấng là nguồn của mọi dấu lạ đó, đấng thực hiện những dấu lạ đó cho con người, xa hơn, cao hơn, sâu hơn và rộng hơn. Đó là đại dương lòng thương xót Chúa. Thì anh chị em thấy có lý do gì để mà đả phá, đả kích những dấu lạ không? Hay là những ơn chữa lành không? Thưa không. Miễn là đừng có quy về cái con người đó, tôn vinh cái cá nhân người đó thì không được. Đừng có vỗ ngực xưng mình là được Chúa, được mẹ sai đến, rồi dạy cái này, phán cái nọ, chỉ cái kia. Không được đâu. Khi mà quy về mình, được tôn vinh mình là không được đâu. Nhưng mà tất cả đều, mọi vinh quang và danh dự đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng. Vinh danh đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên khi người ta đến xin tôi cầu nguyện, tôi sẵn sàng cầu nguyện, xin Chúa thực hiện để tôn vinh, để người ta nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa. Đó, tôi nói rất rõ ràng, Chúa thực hiện những điều lạ đi, Chúa thực hiện việc chữa lành. Con khẩn khoản này xin Chúa, vì họ là những con người cũng như con, là những con người yếu đuối, là những con người đức tin mỏng giòn, là những con người mong manh, cần phải có những dấu lạ, cần được Chúa thương mà chữa lành, để củng cố niềm tin của họ. Như Thánh Phêrô cũng đã từng nói với Chúa Giêsu, lạy Thầy, xin ban đức tin cho chúng con, xin thêm đức tin cho chúng con, vì đức tin của chúng con mỏng giòn yếu đuối. Đấy, rõ ràng là như vậy. Thì ngày hôm nay Chúa cũng có thể làm cái điều đó để củng cố lòng tin của chúng ta, để mình có thể mạnh dạn mà nói với Chúa rằng, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và mình càng tín thác bao nhiêu thì ơn Chúa càng ban xuống cho ta bấy nhiêu. Mà mình không thể tín thác được nếu mình không cầu nguyện. Và mình cầu nguyện xin Chúa cho mình được có cái niềm tín thác ấy. Và để cho mình có thể tín thác được vào Chúa mạnh mẽ hơn, thì Chúa ra tay hành động bằng những dấu lạ, điềm thiêng, bằng việc chữa lành, xua trừ ma quỷ. Rõ ràng.
đọc lại đi. Còn nghi ngờ thì cứ chịu khó đọc lại Kinh Thánh đi. Công vụ chương 8 câu 1b đến câu 8. Ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ ba phục sinh. Đọc lại đi. Còn chút nghi ngờ nghi nan nào thì đọc lại đi và khẩn khoản này xin Chúa, xin lời Chúa soi sáng cho con. Lời Chúa soi sáng cho con, lời Chúa củng cố niềm tin của con, lời Chúa cho con hoàn toàn tín thác vào Chúa mà không còn một chút nghi ngờ hay là thậm chí là còn chống phá nữa. Lúc đó, khi mình tín thác vào Chúa, thì chuyện gì xảy ra? Là ai tin vào người con, tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, tức là tin vào Đức Chúa Giêsu cái gì? Mà Đức Giêsu là người con mà Chúa Cha sai đến. Mà Chúa Cha sai đến, ý của Chúa Cha là tất cả những ai thấy người con và tin vào người thì được sống muôn đời. Wow! Thấy và tin vào Đức Giêsu Kitô mà nói rằng lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa thì được sống muôn đời, có nghĩa là không phải chết đời đời. Sống muôn đời là phần linh hồn mình được hưởng hạnh phúc đời đời, và tôi sẽ hỏi cho họ sống lại trong ngày sau hết, là đến ngày cánh chung, ngày tận thế, xác được sống lại trong ngày đó cùng với linh hồn mà hưởng hạnh phúc đời đời. Và đó là thánh ý của Chúa Cha. Chúa Cha muốn như thế. Và Chúa Cha sai Chúa Con đến thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Cho nên Chúa Giêsu muốn nói rằng là ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người ban cho tôi không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa chưa? Cứ bảo đọc đâu chẳng thấy đâu lòng thương xót. Đâu phải cứ để là lòng thương xót thì mới có lòng thương xót. Chưa chắc ạ. Để lòng thương xót mà chẳng biết xót thương ai đâu. Còn đi ganh tị với người ta, khẩu hiệu rõ to, trương bảng thật lớn mà suốt ngày đố kỵ với ganh tị thì ăn thua cái gì, lòng thương xót đâu thấy. Tôi chả thấy lòng thương xót, tôi chỉ thấy ganh tị với đố kỵ thôi. Càng bảng to càng ganh, tại vì kia nó cũng bảng to hơn mình. Đài cũng lớn hơn mình. Chỉ có đâu mà có lòng thương xót, chỉ có đố kỵ thôi. Phải không? Kiếm sao phải cái tượng mình phải hàng độc, là đá nguyên khối, phải to nhất, cao nhất, lớn nhất. Mà cũng tệ nhất là cái chỗ là bị ganh tị đố kỵ để mua danh. Đâu thấy lòng thương xót đâu. Nhưng mà không đề chữ gì đấy, nhưng mà lại là lòng thương xót đấy. Ý của Cha Đấng sai tôi là tất cả những kẻ người ban cho tôi không để mất một ai. Đấy là lòng thương xót, đại dương lòng thương xót. Chúa chỉ muốn dìm tất cả vào đại dương lòng thương xót, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết, không để mất một ai. Không để mất một ai. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ thay mặt Chúa để mà phán xét, phán quyết rằng nó mất linh hồn. Cha, vậy thì nó có bị mất linh hồn không cha? Cha, giờ nó bị đụng xe, nó chưa kịp rửa tội, nó có mất linh hồn không cha? Cha, con của con sảy thai giờ rồi, con có mất linh hồn không cha? Mình là ai mà mình phán quyết rằng người ta được rỗi hay mất linh hồn? Giáo hội bây giờ ngay cả người tự tử cũng chẳng bao giờ nói họ mất linh hồn mà. Ngày xưa không cho làm lễ an táng ở trong nhà thờ, không được chôn ở đất thánh. Bây giờ giáo hội phó thác cho lòng thương xót Chúa và cứ cho họ được thực hiện điều đó. Ít nhất là an ủi những người gia đình của họ chứ. Gia đình họ đã có người qua đời rồi, bất cứ vì lý do gì. Nhưng mà mất một người đã là một cái tang rồi. Mà bây giờ lại còn bị tai tiếng. Trời ơi, thằng đó chết dữ, không được vào trong nhà thờ. Thằng đó bị vạ tuyệt thông, không được chôn trong đất thánh. Người chết thì đã chết rồi, còn người sống sao chịu nổi những tiếng đó thưa anh chị em? Thấy không? Ủa tại sao nó chết mà không thấy đưa vào nhà thờ? Mày không biết hả? Trời ơi, nó chết dữ đó mày ơi.
bị cấm không được vào nhà thờ đó mày ơi. Nó không được chôn ở nghĩa trang đâu. Bây giờ muốn chôn nghĩa trang chôn đâu vậy? Bây giờ đâu phải muốn chôn đâu chôn. Anh em thấy không ạ? Cho nên lòng thương xót được thể hiện nơi hội thánh. Mẹ hiền mà. Chúa chỉ muốn cứu vớt, không muốn loại trừ ai. Thì giáo hội là Chúa thành lập lên, Chúa dựng tạo nên, dựng nên, thành lập giáo hội này bởi những con người được thương xót, cần được thương xót. Thì giáo hội là mẹ hiền, giang rộng vòng tay đón những đứa con, không muốn để một ai hư mất. Cho nên không những vậy mà còn cho sống lại trong ngày sau hết nữa. Chị em thấy sướng không? Sống lại để hưởng hạnh phúc đời đời. Vậy thì ta có đón nhận Chúa hay không? Vì Chúa nói chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Đã thấy rồi mà không tin. Còn những người mà Chúa Cha ban cho tôi thì đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Nghe rõ. Ai đến với tôi không loại ra ngoài. Cho nên giáo hội không bao giờ loại trừ. Tôi vẫn nhớ điều mà Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn viết trong lá thư mùa chay, là giáo hội không loại trừ một ai. Đang nói hướng về một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Không loại trừ một ai, mà thậm chí không bỏ rơi một ai. Không một ai bị lãng quên nữa kìa. Ước mong gì đó là sự thật. Không loại trừ một ai, không bỏ rơi một ai, không quên lãng một ai. Vì chính đó là ý của Chúa Cha nói với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đến để thực hiện thánh ý của Chúa Cha, là ai thấy và tin vào tôi thì được sự sống đời đời. Mà những người Chúa Cha ban cho tôi thì đến với tôi, và ai đến với tôi không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống không phải theo ý tôi, mà để làm theo ý đấng đã sai tôi. Thì mỗi một người chúng ta cũng vậy, là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, cũng đều là những người phải thực hiện ý của Thiên Chúa. Mà ý của Thiên Chúa muốn nơi Đức Giêsu, thì ý của Thiên Chúa cũng muốn nơi mỗi người chúng ta là không loại trừ ai, và cũng không được phép loại trừ ai. Dù họ có thế nào đi nữa, vẫn phải dang rộng vòng tay mẹ hiền mà ôm lấy họ, đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ta không muốn kẻ gian ác phải diệt vong, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Tại sao mình loại trừ anh em của mình? Tại sao mình lãng quên anh em của mình? Tại sao mình bỏ xó anh em của mình mà không tận dụng tất cả những khả năng Chúa ban để làm lợi ích cho hội thánh, sinh ích lợi cho các linh hồn, và để lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến từng người? Mời anh chị em chúng ta lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót trang 99, hướng về Thánh cả Giuse, và xin Thánh Giuse gìn giữ mỗi một người chúng ta luôn đến với Đức Giêsu, là đấng mà Thánh Giuse đã chăm sóc khi ở trần thế này. Xin Thánh Giuse cầu bổ cùng Chúa Giêsu cho mỗi người chúng ta cũng một lòng tín thác vào Ngài để có được sự sống đời đời. Lạy Thánh Giuse vinh hiến trên nơi diệu quang, Ngài được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn thành thật, giám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha trí nhân trí lành, là bạn thành sách đức nữ trinh. Nhân đức Cha rạng ngời soi chiếu muôn ngàn đời, nguyện cho con nói dấu người liên.
để sau được vinh phúc vô biên. Chị em lấy trang 9 cùng đọc kinh rất lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em mùa phục sinh vui tươi bình an trong lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh. Mau mình con Cha đầy tâm linh hồn và thiên tính, để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài trên treo thập hình đem ta về dòng nước tái sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chuyện đạo chuyện đời ngày mùng 4 tháng 5, chân phước Maria Leoni Paradi, Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, từ đạo Việt Nam. Lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bể dâu, khổ đau vòng chán trường, con tìm được đâu chốn tựa nương. Ngoài lòng từ ai Chúa xót thương, về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa. Chuyện đạo chuyện đời ngày mùng 4 tháng 5, chân phước Maria Leoni Paradi, Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, từ đạo Việt Nam.
Trên phước Maria Leoni Paradis. Elodie Paradis được sinh ra trong một ngôi làng Acadia ở Quebec, Canada. Đó là ngày 12 tháng 5 năm 1840. Song thân Elodie tuy nghèo khó nhưng là những tín hữu rất có lòng sùng đạo. Họ yêu mến cô gái nhỏ của họ. Khi Elodie lên 9, cha mẹ Elodie quyết định gửi cô vào một trường nội trú. Họ muốn cho Elodie có được một nền học vấn xuất sắc. Các nữ tu dòng Đức Mẹ đã tiếp nhận em học sinh mới này với tâm lòng thiện cảm. Tuy vậy, cả Elodie lẫn gia đình rất thương nhớ nhau. Ông Paradis phải vất vả trông coi và điều khiển nhà máy xay bắp. Nhưng thật là tệ vì lợi tức của cả nhà máy cũng chẳng đủ để nuôi vợ nuôi con. Ông Paradis nghe biết những bài tường thuật kỳ lạ thật bùi tai về cơn sốt vàng ở California, Hoa Kỳ. Và ông đã liều mình quyết đi tới đó. Nhưng ở California, ông Paradis cũng chẳng tìm được của cải như lòng ông mong ước. Khi trở về Acadia, ông rất kinh hoàng vì nhận thấy cô gái nhỏ Elodie của ông đã đi tu mất rồi. Elodie đã gia nhập dòng thánh giá ngày 21 tháng 2 năm 1854. Ông Paradis liền đi đến tu viện. Ông năn nỉ cô bé về nhà, nhưng Elodie quyết chọn ở lại. Sau cùng người cha cũng đành phải chấp nhận. Elodie tuyên khấn năm 1857 và nhận tên là Maria Leoni. Chân phước Maria Leoni dạy học trong nhiều thành phố. Ngài cầu nguyện và sống rất vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi qua. Nữ tu Maria Leoni Paradis được Chúa Giêsu soi dẫn, thiết lập một hội dòng mới trong giáo hội. Năm 1880, các nữ tu nhỏ, tức là các chị tiểu muội dòng thánh gia, các nữ tu nhỏ, tiểu muội dòng thánh gia khởi sự hoạt động. Các chị dòng đáng yêu này dâng hiến đời mình để phục vụ hàng linh mục. Công việc đặc biệt của họ là giúp các linh mục trông coi nhà cửa và công việc. Các nữ tu nhỏ dòng thánh gia hiện có 67 tu viện ở Canada, Hoa Kỳ, Roma và Honduras. Mẹ Maria Leoni Paradis đã hy sinh phục vụ các nữ tu của mẹ cho đến giờ sau hết cuộc đời của mẹ. Mẹ thường hay đau bệnh, nhưng không bao giờ thôi việc chăm lo cho dân Chúa. Mẹ tu chỉnh lần cuối những trang hiến luật mẹ đã viết, rồi mẹ nhờ người mang ra tiệm để in cuốn hiến luật đó. Cuốn sách ấy chỉ dẫn cho các nữ tu của mẹ biết những nhu cầu cần thiết trong đời sống của họ. Vào thứ Sáu ngày 3 tháng 5 1912, mẹ Maria Leoni Paradis cảm thấy rất mệt. Mẹ đi nghỉ và vài giờ sau đó mẹ đã qua đời. Mẹ Maria Leoni Paradis sống thọ 71 tuổi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong chân phước cho mẹ Maria Leoni Paradis. Sự kiện vui mừng này diễn ra tại Cherry Park, Montreal, nước Canada vào ngày 11 tháng 9 năm 1984. Thưa anh chị em và các bạn, nữ tu chân phước Maria Leoni chẳng làm cái gì ngoài việc cầu nguyện và sống rất vui vẻ. Đấy, nên thánh không phải làm những chuyện vĩ đại, những chuyện phi thường. Có những vị thánh Chúa cho làm những công việc đó, nhưng mà cũng có những vị thánh Chúa cho làm những công việc rất là bình thường, như là quét nhà, làm bếp, giống như là Faustina, giống như là Maria Leoni. Nhưng mà quan trọng là luôn cầu nguyện và sống vui vẻ. Đó là tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Thứ hai nữa, Chúa soi sáng để lập một dòng tu, mà dòng tu này chuyên
giúp các linh mục, công việc trông nom nhà cửa và công việc của các linh mục. Anh chị em thấy cũng hay chứ phải không? Dòng tiểu muội thánh gia để chăm lo công việc và phục vụ các linh mục, để các linh mục ấy có thời giờ, có công sức mà chăm lo cho đàn chiên. Cho nên anh em linh mục, chúng tôi đôi khi cũng phải cảm ơn các nữ tu, những người giáo dân rất nhiều. Vì nhờ có họ phụ giúp mà chúng tôi mới có thể chu toàn được nhiệm vụ của mình. Không ai là người toàn năng hết. Cứ gọi là cha cả, bảo là đây là linh mục là cha cả. Hoặc cha cả là gì? Là biết cả, cái gì cũng biết hết. Không có đâu. Rồi cái gì cũng làm được cả. Rồi không dám tin tưởng ai, không dám giao phó cho ai. Mình ôm đồm hết tất cả, từ tiền bạc, từ công việc, hết mọi thứ. Chẳng có hội đồng giáo xứ, có khi có thì chỉ là bù nhìn thôi. Còn mình nắm hết mọi sự, rồi không có thời giờ để mà cầu nguyện, không có thời giờ để mà chuẩn bị bài giảng, và không có thời giờ để mà thăm viếng những con chiên ốm đau, bệnh tật, tội lỗi, lạc đàn. Chúa đã có đường lối của Chúa để giúp cho các linh mục, không có lý do gì để mà nói rằng mình không có thời giờ để cầu nguyện và dọn bài giảng. Vì những công việc khác có thể giao cho ai được thì Chúa cũng đã có chuẩn bị cho những người làm. Cứ điều là mình có tin họ, có dùng họ để cho họ cộng tác với mình hay không. Mà dạy gì mà không nhờ người khác giúp với mình, cộng tác với mình. Ôm lấy để làm gì cho nó khổ. Ta bảo là ôm lắm rậm bụng, ôm lắm rậm bụng, khổ thôi. Thấy sức mình làm được nhiều thì mình làm, còn có thể trao cho những anh em khác làm thì trao cho họ. Một mình có hai ba sứ chi cho nó mệt, còn những bao nhiêu anh em linh mục khác mà mình quản sứ không được thì có những anh em linh mục nhận vào làm cho phó, phụ tá để giúp việc, phụ với mình, hoặc là nhờ thêm các tu sĩ nữa, rồi người giáo dân nữa, cộng tác với nhau để mà làm việc. Thì tôi thấy như vậy mình vừa đỡ mệt, vừa đẹp ý Chúa mà cũng đẹp lòng dân nữa. Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, giáo dân tử đạo Việt Nam. Năm 1844, theo lời yêu cầu của Đức Cha Quirino Thể, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 chia địa phận Đảng Trong thành hai địa phận. Địa phận Đông gồm các tỉnh miền Trung, địa phận Tây gồm các tỉnh miền Nam và Campuchia. Địa phận Tây được trao phó cho Đức Cha Lefebvre Nghĩa, khi đó đã bị trục xuất và đang ở Singapore. Phải đưa Đức Cha về địa phận, đó là mong ước của toàn thể tín hữu và hàng giáo sĩ ở Việt Nam. Thánh Matthew Gẫm đã đứng ra đảm nhận công tác này, dù biết trước rằng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Và thực tế, Ngài đã bị bắt và hy sinh vì sứ mạng này. Tấm gương hy sinh sáng ngời của thánh nhân Matthew Lê Văn Gẫm sẽ muôn đời ghi tạc trong lòng các tín hữu Việt Nam yêu mến giáo hội. Thưa anh chị em và các bạn, gia đình Thánh Matthew Gẫm diễm phúc vì có được ba người chết vì đạo. Người con trai thứ ba của thánh nhân ngăn cản không cho người ta đốt nhà thờ, cho nên đã bị giết. Người con thứ tư bị bắt vì đạo và bị thiêu sống trong khám đường cùng với nhiều tín hữu khác tại Bà Rịa ngày 7 tháng 1 năm 1862. Và chính thánh nhân đã chịu chết đổ máu ra vì trung thành tin theo Chúa. Ba cha con tử đạo. Matthew Lê Văn Gẫm sinh năm 1813 tại làng Long Đại, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc huyện Thủ Đức. Cha là Phaolô Lê Văn Lại, mẹ là Maria Nguyễn Thị Nhiệm. Hai ông bà sống rất đạo đức nhiệt thành, có tất cả 6 người con, cộng Matthew Gẫm là con cả. Nhờ gương nhân đức và lòng sốt sáng của cha mẹ, cậu Gẫm rất mến mộ, dâng mình giúp việc cho Chúa. Cậu đã trình lên cha mẹ và linh mục chánh sở ước nguyện tốt đẹp đó và đã được chấp nhận.
năm lên 15 tuổi, cậu đã được gia nhập chủng viện Lái Thiêu để tu luyện làm linh mục. Từ ngày cậu nhập chủng viện, song thân cậu phải làm việc cực khổ quá sức mà vẫn không đủ ăn. Buộc lòng đến xin rước cậu về phụ giúp vì cậu là anh cả của một đàn em nhỏ dại. Cậu đã vui lòng vâng lời cha mẹ, trở về giúp đỡ gia đình, mặc dù lòng vẫn tha thiết với lý tưởng tông đồ muốn dâng mình cho Chúa, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đành phải trở về nhà. Sau một thời gian phụ giúp cha mẹ, cậu thấy gia đình đã khấm khá đủ ăn nên xin phép kết hôn với một thiếu nữ có đạo ở Long Điền, Bà Rịa. Từ đó hai vợ chồng chung sống êm ấm hòa thuận, cần cù làm việc, siêng năng sống đạo và luôn sẵn sàng giúp đỡ các linh mục trong công việc truyền giáo. Hai ông bà sinh được 4 người con mà 2 người được phước chết vì đạo. Trong nghề thương mại thường phải xa nhà, mắt Thêu Gẫm đã có một lần sa ngã và theo đuổi một thiếu nữ. Nhưng khi nghĩ lại, ông cương quyết từ bỏ mối tình ngang trái này. Để bù lại, ông càng tỏ ra yêu quý vợ nhiều hơn và chú tâm giáo dục con cái cẩn thận hơn nữa. Mắt Thêu Gẫm là người buôn bán, ông có thuyền riêng và rất thông thạo sông biển, sẵn sàng phụ giúp nhà chung và các linh mục. Vì thế, cha Lợi ở Bà Rịa thường nhờ ông đi Hạ Châu, Singapore và Penang, Malaysia, đưa đón các linh mục thừa sai và các chủng sinh du học. Ông đã đi được mấy chuyến êm xuôi, nhưng các quan quân cũng bắt đầu tình nghi và theo dõi. Năm 1846, cha Lợi nhờ ông sang Singapore rước Đức cha Lê Phép Nghĩa, cha Lộ và 3 chủng sinh về Sài Gòn. Ông biết đây là chuyến đi rất nguy hiểm, nhưng vì lợi ích cho hội thánh, ông đã hy sinh ra đi. Ngày 6 tháng 6 năm 1846, thuyền của ông chở Đức cha và chủng sinh về đến Cần Giờ. Theo dự tính sẽ có ghe ra đón tại đây, nhưng vì bão tố, thuyền của ông về trễ, cho nên ghe ra đón không thấy đã trở về. Ông neo thuyền chờ thêm 2 ngày nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Ông đánh liều kéo buồm cho chạy vào Sài Gòn. Vừa thoát qua một đồn canh thì bị thuyền tuần tiễu chặn lại tra xét, và tất cả đều bị bắt. Ông Gẫm kêu gọi các anh em trên thuyền chống trả, nhưng Đức cha Nghĩa không đồng ý vì cho rằng trái với tinh thần nhân hậu của Kitô giáo. Sáng ngày 8 tháng 6 năm 1864, với sự yểm trợ của lính trên thuyền khác tới, quân lính nhà vua áp tải thuyền của ông Gẫm về cảng Bến Nghé. Nhiều lần, ông bị các quan đưa ra tra khảo, dù bị đánh đòn đau đớn, ông vẫn cương quyết không bước qua thanh giá. Ông nói, tôi có ăn trộm ăn cướp gì đâu mà sợ mà buồn, được chết vì đạo là điều tốt lắm. Các quan thấy không thể lay chuyển nổi lòng tin sắt đá của ông, cho nên đã đệ đơn về kinh xin kết án xử trảm. Mãi 7 tháng sau, vua Thiệu Trị mới phê chuẩn bản án. Trong thời gian đó, cha Thám 3 lần cải trang vào trong khám để giải tội cho ông Gẫm. Cha Phan Văn Minh, từ đạo ngày 3 tháng 7 năm 1853, cũng vào thăm và khích lệ ông. Có nhiều tín hữu ở Chợ Quán, ở Thị Nghè, ở An Nhơn cũng vào thăm người anh hùng của địa phận. Ngày 11 tháng 5 1847, Mắt Thêu Gẫm được đưa ra pháp trường Gia Còm thuộc xứ Chợ Quán. Đầu vị anh hùng tử đạo đã lìa khỏi cổ, máu tuôn đổ làm hạt giống đức tin trổ sinh nhiều tín hữu khác. Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã phong Mắt Thêu Lê Văn Gẫm lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1990. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988,
Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã suy tôn Matthew Lê Văn Gẫm lên hàng hiển thánh. Sống đúng, sống đẹp, nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, của Thánh nữ Faustina. Thứ Tư, mùng 4 tháng 5, 2022, tập 102, từ số 1658. Số 1658. Vì toát mồ hôi quá nhiều mà kiệt sức, sau đó lại chịu một cơn nóng lạnh, nên tôi không thể xuống nhà nguyện và phải rước lễ trên lầu. Tôi cảm thấy hết sức yếu nhược. Hôm nay một linh mục dòng tên đem mình thánh đến cho chúng tôi. Ngài ban Chúa cho ba chị khác rồi đến tôi. Nhưng vì tưởng tôi là người cuối cùng nên cha đã cho tôi rước hai bánh thánh. Nhưng hóa ra còn một tập sinh đang nằm ở phòng kế bên mà lại hết mình thánh. Vị linh mục lại phải trở xuống và đưa mình thánh lên cho chị. Nhưng Chúa Giêsu cho tôi biết, cha miễn cưỡng phải vào linh hồn ấy. Con đã nhận được hai bánh thánh, bởi vì cha trì hoãn việc phải ngự vào linh hồn ấy là người chống lại ơn cha. Viếng thăm một linh hồn như thế thật chẳng vui sướng gì đối với cha. Lúc ấy, linh hồn tôi được lôi kéo đến gần Chúa và nhận được một ánh sáng nội tâm sâu xa cho tôi hiểu biết trong thần trí tất cả mọi công việc của lòng thương xót. Việc ấy nhanh như một luồng chớp nhưng rất rõ ràng. Giả như tôi được nhìn bằng mắt thịt trong nhiều giờ đồng hồ cũng không sánh bằng. Số 1659. Tuy nhiên, để viết ra một điều nào đó, tôi phải tận dụng ngôn từ, mặc dù chúng không thể diễn tả tất cả những gì linh hồn tôi đã hoan hưởng khi nhìn thấy vinh quang lòng thương xót Thiên Chúa. Vinh quang lòng thương xót Chúa ngay lúc này đang vang lừng, bất chấp nỗ lực của các kẻ thù và của chính Satan, kẻ hết sức căm hận lòng thương xót Thiên Chúa. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt hắn rất nhiều linh hồn. Và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ những người lành ngăn trở công cuộc.
Nhưng tôi đã thấy rõ Thánh ý Chúa đang và sẽ được thực hiện đến từng chi tiết sau cùng. Những nỗ lực điên cuồng của kẻ thù không cản trở nổi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những điều Chúa đã tiền định. Có hệ gì nếu có những lần công cuộc dường như hoàn toàn bị tiêu tan? Vì chính khi ấy, công cuộc lại càng được củng cố hơn nữa. Số 1660. Linh hồn tôi tràn ngập một niềm an bình sâu xa hơn bất cứ những gì tôi đã từng cảm nghiệm trước đây. Một sự bảo đảm của Chúa mà không gì có thể xóa nhòa. Một niềm bình an sâu xa không gì có thể làm xao động. Cho dù tôi có phải băng qua một cuộc thử thách khắc nghiệt nhất đi nữa, tôi vẫn an bình. Chính Thiên Chúa là đấng cai quản mọi sự. Số 1661. Tôi trải qua một ngày tạ ơn. Tâm tình tri ân cứ chan chứa trong linh hồn tôi. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa tốt lành chừng nào. Lòng thương xót của Chúa vĩ đại biết bao. Chúa đến thăm con là một hạt bụi xấu xa nhất với thật nhiều hồng ân. Lạy Chúa, con sấp mình trước nhan Chúa và xưng nhận với lòng chân thành của con rằng con đã chẳng làm gì để đáng được dù là một ơn lành nhỏ mọn nhất. Chính với lòng nhân hậu vô biên mà Chúa đã ban mình Chúa cho con quảng đại nhường ấy. Vì thế, những hồng ân tâm hồn con lãnh nhận càng cao trọng, con càng sấp mình thẳm sâu trong sự khiêm cung. Số 1662. Lạy Chúa Kitô, chịu đau khổ vì Chúa là niềm hoan lạc cho trái tim và linh hồn con. Xin hãy kéo dài những đau khổ của con cho đến vô tận, để con có thể dâng lên Chúa một bảo chứng tình yêu của con. Con đón nhận tất cả những gì bàn tay Chúa trao. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa là đủ cho con rồi. Con sẽ tôn vinh Chúa trong tình trạng bị ruồng bỏ và tăm tối, trong quằn quại và sợ hãi, trong đau đớn và cay đắng, trong thảm sầu của tâm hồn và tang thương của trái tim. Nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự. Trái tim con đã ly thoát khỏi trần. Vì lạy Chúa, Chúa đã đủ cho con rồi. Không còn một phút giây nào trong đời con dành cho bản thân nữa. Số 1663. Thứ năm tuần thánh. Hôm nay tôi cảm thấy có phần khỏe khoắn, đủ sức tham dự những nghi lễ của giáo hội. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu đứng trước mặt tôi và phán: "Con hãy nhìn vào trái tim Cha và xem tình yêu và lòng thương xót Cha dành cho nhân loại, nhất là các tội nhân. Con hãy nhìn và hãy đi vào cuộc thương khó của Cha." Lập tức, tôi cảm nghiệm và trải qua toàn bộ cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong tâm hồn. Tôi kinh ngạc vì sao những cực hình này đã không tước đi mạng sống của tôi. Số 1664. Trong giờ chầu, Chúa Giêsu phán với tôi: "Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng tình yêu nồng nàn
và lòng cảm thương con dành cho cha là một an ủi cho cha trong vườn cây dầu. Số 1665. Trong giờ chầu thánh thể tối, tôi đã được nghe những lời sau đây. Con xem, lòng thương xót cha dành cho các tội nhân lúc này đang biểu dương với tất cả quyền năng. Hãy xem, con đã viết quá ít, chỉ là một giọt nhỏ về lòng thương xót của cha. Con hãy làm hết sức để các tội nhân có thể đến được với lòng nhân lành của cha. Số 1666. Thứ sáu tuần thánh, tôi đã được nhìn thấy Chúa Giêsu đang chịu tra tấn nhưng chưa bị treo trên thập giá. Lúc ấy vẫn chưa đến giờ đóng đinh, và Chúa phán bảo tôi: con là trái tim của trái tim cha. Con hãy nói cho các tội nhân biết về lòng thương xót của cha. Chúa ban cho tôi một tri thức nội tâm về toàn bộ vực thẳm xót thương người dành cho các tội nhân. Và tôi biết những điều đã viết thực sự chỉ là một giọt nhỏ mà thôi. Số 1667. Thứ bảy tuần thánh, trong giờ chầu thánh thể, Chúa phán với tôi: ái nữ của cha ơi, chúc con bình an. Công việc này là công việc lòng thương xót của cha. Không có một chút gì của con trong đó cả. Điều làm cha thỏa lòng là con đã trung thành thực hiện những gì cha truyền con phải làm. Không thêm thắt, mà cũng không bớt xén một lời nào. Và Chúa ban cho tôi một ánh sáng nội tâm để biết rằng không một lời nào là của tôi. Bất chấp những khó khăn trở ngại, tôi đã luôn và vẫn luôn hoàn thành ý muốn Chúa đã tỏ ra cho tôi. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa đọc qua những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, từ số 1658 đến số 1667. Số 1658, khi Chúa Giêsu cho thánh nữ Faustina biết rằng là một người rước mình thánh Chúa không nên, thì Chúa như thế nào? Chúa cảm nhận như thế nào? Chúa nói với thánh nữ Faustina: ta miễn cưỡng phải vào linh hồn ấy. Con đã nhận được hai bánh thánh bởi vì ta trì hoãn việc phải ngự vào linh hồn ấy, là người chống lại ơn của ta. Viếng thăm một linh hồn như thế thật chẳng vui sướng gì đối với ta. Vì có những người rước mình thánh Chúa mà lại đang chống lại Chúa, chống lại công cuộc lòng thương xót Chúa, phản đối việc loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa, không tin nhận quyền năng của Chúa. Thì khi họ rước mình thánh Chúa, Chúa nói Chúa miễn cưỡng phải vào linh hồn ấy, vì linh hồn ấy chống lại Chúa. Chúa viếng thăm một linh hồn như thế thì không có vui sướng gì. Chúa cảm thấy không vui sướng gì khi viếng thăm một linh hồn mà đang chống lại công cuộc lòng thương xót của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, ta mới thấy được lòng thương xót của Chúa vượt quá những gì ta có thể suy nghĩ, vượt quá những khốn nạn tội lỗi của ta. Vì khi ta chống đối Chúa mà Chúa vẫn ngự vào nhà ta, khi ta xua đuổi một người mà người ấy vẫn cố đến thăm ta. Thăm ta không phải để xin xỏ cái gì của ta, mà thăm ta để trao ban ơn phúc cho ta. Vậy mà ta lại chống đối.
Hằng ngày ta vẫn lãnh nhận ân phúc từ lòng thương xót Chúa mà lại cứ mở miệng chống đối công cuộc. Lòng thương xót Chúa là sao? Hằng ngày ta nhận biết bao ân phúc từ lòng thương xót Chúa. Ta không loan truyền cho mọi người thấy ân phúc lòng thương xót Chúa thì chớ. Ngược lại, ta lại chống đối những người đi loan truyền, những người đi làm chứng, những người đi cao rao lòng thương xót Chúa vì những ân huệ họ lãnh nhận được. Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn ở trong tâm bánh. Và nếu ta đến ta nhận, Chúa vẫn ngự vào trong linh hồn của ta. Nhưng mà rất miễn cưỡng và rất đau khổ, vì ta chỉ rước Chúa bằng môi bằng miệng, mà lòng thì xa Chúa. Chỉ rước cái tấm bánh chứ không thể và không đón nhận Chúa thực sự nơi tấm bánh ấy, thì Chúa đau khổ và chịu đựng ta biết là chừng nào. Đến số 1659, thưa anh chị em, anh chị em nhớ ghi rõ số này 1659. Để khi ta thấy được công cuộc của lòng thương xót Chúa, lúc thì dường như bị thảm bại thê lương, nhưng mà cũng có lúc lại được mọi người biết đến, thì hãy nhận ra đó là công cuộc của lòng thương xót Chúa và hãy kiên nhẫn khi gặp những thử thách, khi gặp những thất bại, khi gặp những chống đối. Mời anh chị em lắng nghe. Vinh quang lòng thương xót Chúa ngay lúc này đang vang lừng bất chấp nỗ lực của các kẻ thù và của chính Satan, kẻ hết sức căm hận lòng thương xót Thiên Chúa. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt hắn rất nhiều linh hồn, và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ những người lành ngăn trở công cuộc. Nhưng tôi đã thấy rõ thánh ý Chúa đang và sẽ được thực hiện đến từng chi tiết sau cùng. Những nỗ lực điên cuồng của kẻ thù không cản trở nổi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những điều Chúa đã tiền định. Có hệ gì nếu có những lần công cuộc dường như hoàn toàn bị tiêu tan, vì chính khi ấy công cuộc lại càng được củng cố hơn. Đúng như thế, thưa anh chị em, chúng tôi thấy được biết bao nhiêu người được ơn trở lại, biết bao nhiêu kẻ tội lỗi đã sám hối nhờ đến với lòng thương xót Chúa, nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và như thế thì Satan điên cuồng lên, hết sức căm hận lòng thương xót Chúa, vì công cuộc này giật khỏi hắn rất nhiều linh hồn. Và chính vì vậy, đó là lý do mà Satan ra sức chống đối và cám dỗ những người lành để ngăn trở công cuộc này, dùng chính bàn tay của những người đạo đức để ngăn cản. Nhưng tôi thấy rất rõ, như là Faustina, là thánh ý Chúa sẽ được thực hiện đến từng chi tiết sau cùng. Những nỗ lực điên cuồng của những kẻ thù tay sai của Satan, họ điên cuồng, họ tìm mọi cách cản trở, nhưng mà họ sẽ không cản trở nổi cho dù một chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những điều Chúa đã tiền định, những gì Chúa đã định sẵn, chương trình của Chúa, công cuộc của Chúa trong từng chi tiết một, không gì có thể cản trở nổi. Và anh chị em và các bạn hãy an tâm, cứ tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì Chúa nói, có hệ gì nếu có những lần công cuộc dường như hoàn toàn bị tiêu tan, vì chính khi ấy công cuộc lại càng được củng cố hơn nữa. Nếu chúng tôi thất bại thì chúng tôi lại kiên trì tìm hiểu và cố gắng tiếp tục với những kinh nghiệm được rút ra, và công cuộc càng được củng cố nhờ những chống đối, thì chúng tôi có thêm kinh nghiệm và cố gắng học hỏi từ những thất bại, lại giúp cho công cuộc ấy được thành công nhiều hơn. Và đến số 1660 thì ta thấy Faustina tràn ngập một niềm an bình sâu xa hơn
bất cứ những gì đã từng cảm nghiệm trước. Một sự bảo đảm của Chúa mà không gì có thể xóa nhòa. Một niềm bình an sâu xa không gì có thể làm xao động. Cho dù chúng ta, cho dù tôi và anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có phải băng qua một cuộc thử thách khắc nghiệt nhất đi chăng nữa, thì vẫn bình an. Vì chính Chúa là đấng cai quản mọi sự. Những chi tiết nhỏ nhặt nhất của Chúa mà đã định rồi thì vẫn cứ phải đi đến cùng. Không kẻ thù, không sức mạnh nào, không tay sai của Satan nào có thể chống phá được đâu, thưa anh chị em. Tôi xác tín như vậy vì đã gặp rất nhiều chống đối, vì đã gặp rất nhiều trở ngại và cũng đã từng thất bại ê chề. Nhưng có hệ gì đâu. Nếu có những lần công cuộc ấy dường như hoàn toàn bị tiêu tan, thì chính khi ấy công cuộc lại càng được củng cố hơn nữa, vì chính Chúa là đấng cai quản mọi sự. Cho nên ta vẫn cứ an bình, cứ an bình. Ai chống thì chống, ai phá thì phá, ai cản thì cản. Ta vẫn cứ an bình, đường ta cứ đi. Đó là loan truyền lòng thương xót Chúa. Đến số 1661, Faustina thấy nghiệm được lòng thương xót Chúa vĩ đại như thế nào. Vì tôi cũng như anh chị em và Faustina chỉ là một hạt bụi xấu xa nhất, nhưng Chúa vẫn viếng thăm với rất nhiều ân sủng. Mặc dù ta chẳng làm được gì, không đáng được, dù là một ơn lành nhỏ nhất ta cũng không đáng được, nhưng lòng nhân hậu vô biên, Chúa đã ban chính mình Chúa cho ta một cách quảng đại. Và những hồng ân ấy làm cho ta càng sấp mình thẳm sâu trong sự khiêm cung mà lãnh nhận những ơn vô cùng cao trọng. Ơn càng cao trọng thì ta càng phải khiêm tốn mà lãnh nhận, chứ không phải hãnh diện hay là tự hào vì mình xứng đáng để được lãnh nhận những ơn cao trọng đó. Đến số 1662, ta thấy một lời cầu nguyện. Lạy Chúa Kitô chịu đau khổ, Chúa là niềm hoan lạc cho trái tim. Xin kéo dài đau khổ đến vô tận để có thể dâng lên Chúa một bảo chứng tình yêu. Những đau khổ là bảo chứng tình yêu ta dâng lên Chúa, thưa anh chị em. Mà Faustina dám cầu nguyện là xin Chúa cứ kéo dài những đau khổ ấy đến vô tận, đón nhận tất cả những gì mà bàn tay Chúa trao. Và tình yêu Chúa là đủ cho ta rồi. Và thưa anh chị em và các bạn, như Faustina, chúng ta, tôi đã thấy là vẫn cứ kiên quyết tôn vinh Chúa trong tình trạng bị ruồng bỏ và tăm tối, trong quằn quại và sợ hãi, trong đớn đau và cay đắng, trong thảm sâu của tâm hồn và tang thương của trái tim, thì vẫn cứ tôn vinh lòng thương xót Chúa. Nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự, vì Chúa là đủ cho con rồi. Và như thế, không một phút giây nào ta dành cho bản thân mình nữa, vì Chúa là đủ cho mình, Chúa chiếm hữu hoàn toàn mình, thì tất cả công sức của ta, thời giờ của ta, tất cả đều dành cho công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, chứ không còn gì dành cho bản thân mình nữa. Và đến số 1663, thì Chúa cho Faustina thấy là lòng thương xót Chúa dành cho nhân loại, nhất là cho các tội nhân như thế nào. Nhìn vào trái tim Chúa để nhận thấy được lòng thương xót Chúa dành cho các tội nhân, và đi vào trong cuộc thương khó của Chúa là cảm nhận được những đau khổ thực sự của Chúa nơi chính bản thân của mình. Chúa mời gọi mỗi người đi vào cuộc thương khó của Chúa, không chỉ suy ngẫm, suy niệm bằng môi, bằng miệng hay bằng tâm, bằng trí, mà cảm nhận cái sự thương khó ấy ngay chính trong con người của mình. Toàn bộ đến mức độ mà Faustina bảo không nghĩ rằng mình có thể sống sót được. Vì những cực hình như thế mà mình không bị tước đi mạng sống. Đến số 1664, Chúa cho Faustina biết rằng là chính tình yêu nồng nàn và lòng cảm thương của con dành cho cha là một an ủi cha trong vườn cây giàu. Hãy dành cho Chúa tình yêu và lòng cảm thương.
Và điều đó lại là một niềm an ủi cho Chúa. Trong vườn cây dầu, Chúa hấp hối, trong cô đơn, buồn phiền đến trước được. Không một ai nâng đỡ, không một ai an ủi, thì tình yêu ta dành cho Chúa, tình yêu nồng nàn và lòng cảm thương ta dành cho Chúa là một an ủi cho Chúa trong vườn cây dầu lắm, thưa anh chị em. Đến số 1665, Chúa cho Faustina biết rằng là những gì viết về lòng thương xót Chúa còn quá ít, chỉ là một giọt nhỏ về lòng thương xót thôi. Hãy làm hết sức để các tội nhân có thể đến được với lòng thương xót của Chúa. Mỗi người chúng ta hãy làm hết sức, vì lòng thương xót của Chúa dành cho tội nhân quá lớn. Biểu dương với tất cả quyền năng mà Chúa mời gọi hay là Chúa kêu gọi, mỗi một người hãy cộng tác với Chúa, làm hết sức để các tội nhân đến được với lòng thương xót của Chúa. Hãy nói cho các tội nhân biết về lòng thương xót của Chúa, nơi số 1666. Thấy được toàn bộ vực thẳm lòng thương xót Chúa dành cho các tội nhân, hãy cảm nhận được điều đó, để nói cho các tội nhân biết lòng thương xót Chúa dành cho lớn vô cùng, lớn hơn muôn vàn tội lỗi của cả nhân loại cộng lại, vẫn không bằng lòng thương xót Chúa dành cho một người tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Và đến số 1667, Chúa nói với Faustina, nhớ rằng công việc này, công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa là của Chúa, không có một chút gì của ta trong đó hết. Điều mà làm Chúa thỏa lòng là ta trung thành thực hiện những gì Chúa truyền cho ta phải làm. Và ta càng xác tín khi đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Hãy xác tín rằng đó, số 1667 Chúa nói, ta thỏa lòng vì con đã trung thành thực hiện những gì ta truyền con phải làm, không thêm thắt, không bớt xén một lời nào. Và Faustina được Chúa cho một ánh sáng nội tâm để biết rằng không một lời nào mà Faustina viết ra trong cuốn nhật ký này là của Faustina, mà hoàn toàn là do Chúa soi sáng hướng dẫn trong từng chi tiết, từng câu, từng chữ một. Cho nên bất chấp những khó khăn trở ngại, Faustina luôn và vẫn luôn hoàn thành ý muốn mà Chúa tỏ ra cho mình. Anh chị em mình cũng thế, tôi cũng vậy. Biết được thánh ý Chúa thì bất chấp mọi khó khăn trở ngại, cứ cương quyết thực hiện thánh ý của Chúa. Mà thánh ý Chúa chúng ta thấy rõ ràng, đó là đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, bất chấp mọi khó khăn trở ngại, thử thách, đau khổ. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng ít phút để cầu nguyện. Cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho tất cả những người đang đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà gặp khó khăn trở ngại, thì hãy nghe lại lời của Chúa nói. Vinh quang lòng thương xót Chúa ngay lúc này đang vang lừng bất chấp nỗ lực của các kẻ thù và của chính Satan, kẻ hết sức căm hận lòng thương xót của Thiên Chúa. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt hắn rất nhiều linh hồn. Và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ những người lành ngăn trở công cuộc. Nhưng thánh ý Chúa đang và sẽ được thực hiện đến từng chi tiết sâu cùng. Những nỗ lực điên cuồng của kẻ thù không cản trở nổi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những điều Chúa đã tiền định. Có hệ gì nếu có những lần công cuộc dường như bị hoàn toàn tiêu tan, vì chính lúc ấy công cuộc lại càng được củng cố hơn nữa. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa, kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn. Chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu ngôn Cha đã bảo đảm với con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn âm u một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô đồng. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina. Một lần đi xa, con đã xa đà, vương vấn tội đời. Chỉ vì ham vui, con đã quên đi là mình có lỗi. Phần người đam mê, sao quá ê chê, vương vấn tội đời. Bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương là mình đắc tội. Sống không còn biết Chúa, sống như người lương dân. Dẫu rằng mình đã được phép sửa tội, dẫu rằng mình đã là con Chúa rồi. Con xin cúi đầu thông hối ăn năn, đời con bao phen đã xa vì lòng trái đất. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn, đời con bao phen đã xa xin Chúa thứ tha. Xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn, để con bao phen đã xa vì lòng trái đất. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn, để con bao phen đã xa. See you.